Xin chào quý vị. Quý vị chắc là không còn xa lạ gì với cái máy gieo hạt đấy nữa rồi. Thì đây là chiếc máy gieo hạt mỏ inox. Thì khi mà chúng ta mà dùng trong một thời gian dài á, thì máy này sẽ bị cái con sao này sẽ bị mòn này, và các ổ trục bi của nó sẽ bị mòn, và các cái mỏ gieo hạt á, nó có thể bị rỉ hoặc là bị vỡ. Thì hiện giờ bây giờ thì bên chúng tôi đã có đầy đủ các cái phụ kiện để mà thay thế. Đây chính là ổ trục bi lớn và trục bi nhỏ này, cái sao của nó này, và các cái mỏ để mà chúng ta nếu mà khi cần là chúng ta có thể mua thêm mỏ để mà thay vào những cái mỏ bị hỏng. Thì nếu mà quý vị có muốn đặt mua các cái phụ kiện này thì hãy gọi điện thoại đến số máy ở trên màn hình hoặc vào phần mô tả vào trang web của chúng tôi để mà có thể đặt hàng thẳng ở trên trang web. Xin chào mọi người.